Ngày đầu tiên của Khải ở Đà Nẵng có gì vui? Sáng hôm ấy mình ngủ dậy lúc 11 giờ trưa, quá là sớm cho nên là hơi bị buồn ngủ đấy. Tranh thủ quay cái clip TikTok xong rồi là ra rửa mặt thật sạch để đi chơi với cả đồng bọn. Rửa mặt xong thì bôi kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, tuy là mặt không có được trắng cho lắm nhưng mà lại rất là tự tin về làn da không mụn của mình. Xong xuôi thì phải uốn cái tóc cái cho nó đẹp trai nhỉ. Chuẩn bị xong thì tôi xuống nhà hàng ăn sáng cùng mọi người. Mọi người có nhận ra đây là những TikToker nào không? Đây là bàn ăn sáng, à nhầm, ăn trưa, rất là nhiều món ngon. Ai muốn ăn gì tự chọn, cô hai ăn muốn bể cái bụng rồi. Đây, Trang Mi đang ăn chay. Kia là Xin, bên kia là Ngô Đình Nam, thầy Beo đang ăn chay tại chùa. Mời cả nhà cùng ăn. Ăn xong về ngủ trưa dậy đi xuống sảnh ăn chiều. Ngủ trưa được có mấy tiếng cho nên là mình vẫn còn rất là buồn ngủ. Tôi xuống tới nơi thì thấy thầy Beo bảo là mọi người đã chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi. Mới ngủ dậy thôi cho nên là tôi chưa có được tỉnh táo lắm. Còn nhầm pudding khoai môn thành mắm tôm. Mắm tôm hả? Pudding khoai môn à. Quê quá. Cô hai ăn no bể bụng rồi. Cô hai tạo dáng với bình trà. Dáng thứ nhất, dáng thứ hai, dáng thứ ba. Cô hai tạo ba dáng như một. Hôm nay cô hai đi ăn buffet bán rất nhiều loại bánh. Bánh nào cũng ngon, ai thích ăn gì ăn. Cô hai ăn muốn bể bụng. Ăn xong thì tôi và Trang My đi dạo phố. Nhìn mọi người thấy tôi run cầm cập không? Đúng là hai bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Chúng tôi tới cầu tình yêu để nhìn ngắm những chiếc khóa hình trái tim rất là đẹp. Bản tính cà khịa đã ăn vào máu cho nên là tôi đi giật khóa mọi người cho người ta chia tay. Nhưng mà phải nói thật là khóa nó chặt quá, giật đau cả tay ra mà không thể nào đứt được. Công nhận là tình yêu của người ta bền vững thật đấy. Chúng tôi chờ đến đúng 9 giờ để xem phun lửa. Hết phun lửa thì phun nước. Xem dòng phun lửa xong thì tôi cùng với cả mọi người đi mua đồ ăn vặt ăn đêm á. Ở đây cũng có rất là nhiều món buffet xiên bẩn, ai muốn ăn gì tự chọn. Nhưng mà tôi thấy cô chủ quán này loay ha loay hoay ra, tôi phải sáng tay tôi vào tôi tự chiên luôn. Ăn xiên bẩn xong thì tôi cùng mọi người đi ăn bún chả cá Bà Lữ. Đây là bát bún chả cá của tôi nè. Vì vừa mới đi chơi về cho nên là mọi người đều đang rất là đói và hào hứng. Công nhận là bún chả cá ở đây vừa rẻ mà vừa được nhiều ăn muốn bể bụng luôn. Nó muốn ra quần luôn. Trên đường đi về là bọn mình ghé vào siêu thị để mua một vài món đồ cần thiết. 12 giờ đêm về đến khách sạn đi ngủ kết thúc ngày đầu tiên. Hẹn gặp mọi người tại video tập 2 nhá.